Đó, thấy cá chưa? Đúng chưa? Đó. Con này có bắt không? Dạ bắt luôn. Ui. Đây là con ghẹ, con này thả hả? Thả vô cũng còn. Dạ, à thả ở đây hả? Dạ con này. Thả đây. Dạ bên đây, bên đây. Suy nghĩ. Suy nghĩ. Báo đăng là gì? Bao đăng là bạn ra biển hỏi thuê một cái đăng cắm sẵn ở ngoài biển. Khi nước lớn, cá sẽ đi theo lưới vào trong đăng. Trong đăng có các ma trận, có 6 cửa ngục. Mà khi những con cá vào đó thì nó không biết đường ra. Bạn là người đi bao đăng là bạn sẽ đi lúc thủy triều nước rút, rồi vào bắt hết những con cá mắc kẹt ở trong đăng mang về. Giá đăng được tính trên một lần thuê từ 1 chai mấy đến 2 chai mấy. Không tính trên đầu người nên bạn đi bao nhiêu người cũng được. Cá trong đăng là cá tự nhiên, ngoài biển vào nhiều hay ít cá còn tùy thuộc vào ngày, vào mùa, vào con nước và hướng gió. Ngày nào cũng có thể bao đăng được, nhưng giờ bắt cá thì đi theo giờ của thủy triều. Nước rút lúc nào thì bạn đi bắt cá lúc đó, không có giờ cố định, nhưng thường 1 tuần ban ngày, 1 tuần ban đêm. Bạn muốn biết ngày đó bắt cá lúc nào, hãy xem lịch thủy triều, còn khó quá thì cứ nhắn tin hỏi mình. Bao đăng là bắt cá tự nhiên nên sẽ có ngày đăng có nhiều cá và có ngày đăng ít cá. Có ngày đăng có cá to và có ngày đăng toàn cá nhỏ. Bên chủ đăng có cam kết nếu khách bao đăng mà gặp đăng không có cá thì chủ đăng sẽ trả lại tiền cọc. Còn đăng ít cá thì chủ đăng cũng sẽ xem xét thực tế và hỗ trợ giảm bớt tiền cho khách thuê đăng. Đặc biệt gặp đăng có nhiều cá thì khách được bắt và lấy hết mang về. Bạn muốn đặt bao đăng hãy nói với mình sẽ tư vấn ngày giờ bắt cá cho bạn. Và nếu chốt được thì bạn chuyển khoản cọc trước 50%, bên mình sẽ giữ chỗ. Rồi bên mình sẽ gửi định vị hướng dẫn bạn đường đi ra đăng. Khi ra đăng bạn sẽ được bên đăng hỗ trợ cho mượn dụng cụ bắt cá. Các bạn chỉ mang theo cái người và bao để đựng cá mang về. Rồi, một cô bất đốc TV xin chào các bạn. Hôm nay mình vào cái dàn đăng này. Đây là vị trí đăng số 3. Khách của mình đang bắt cá trong đây, xem mà vào bắt được con gì hay không nhé. Bắt được con gì chưa anh? Chào anh. À. Hello cả nhà. Đây hả? Mấy cái chuồng bên này được vô đây hả? Chỗ này bắt hết chưa? Có một tấm lưới dưới đáy nha. Để con nhấc cái tấm lưới dưới đáy này để cho cá nó dồn vào trong góc. Đây nha. Này, nhìn chú làm cho xem nha. À. Đó, thấy cá chưa? Đúng chưa? Đó. Đây, xúc. Xúc cá thôi, chỉ việc xúc cá. Dễ không? Ừ. Có dễ gì nữa? Đấy, đúng rồi, con cứ cầm nhấc lên đó, chạy đằng trước. Đấy không? Đó, cứ xúc hết nha, hết bên này rồi qua bên kia. Ừ, hết bên này qua bên kia. Ơi, có cái gì vậy? Cá đấy hả? Cá đó giống cá đù á. Chú, cái nhậu mình thả đi. Ừ, con cứ bắt đi, con nào thích thả đi thả. Cứ bắt cho nó vui đi đã. Rồi thả đi, chốc nó may cho kia thả. Ôi, có con cua đó nè. Con ghẹ. Con ghẹ, con ghẹ. Cứ ơi, con cá hết hồn. Gì vậy? Cá gì hết hồn to. Gì chứ, con to vậy mà. Ừ, nhanh lắm, mấy con cá ở đây. Cá đối với cá bằng mấy cá này nhanh. Đấy, nó chạy kìa, nó chạy đang chạy. Một cái đăng của mình nó từ đầu này qua đầu này. Đó, thì ở đây là mình mới bắt được cái nửa cái đăng thôi. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái mé bên này xem là cái chuồng hôm nay có nhiều hay không nhé. Đây là bắt được con gì chứ bác? Chào bác. Đây, vô trong chuồng đi, vô trong chuồng đi chú ai cha. Có bằng tiếp hết đúng không? Ok, an toàn vào trong đây. Vào trong đây sợ đạp gai cá thôi, các con đạp gai cá nó nhất. Đấy, cá nhiều lắm. Đúng rồi, hay đấy, học được từ chiều rồi đấy. Đúng không? Từ chiều quá dễ đúng không? Nên đừng kêu đau lưng nha. Có một con to lắm. To lắm hả? Có một con to lắm. Ừ. Có mấy con này nhỏ lắm không? Ôi, có con ghẹ. Cần ram. Ôi, mắc ghẹ luôn. Có mang dép không Linh?
Để chừng té xuống nó đạp trứng gai cá đó con. Chú thấy rất là nhiều. Ôi, chú bóp được con ghẹ nữa. Ừ, tôi đổ vào một cái vợt nào đi. Còn không thì cứ lấy vợt để xúc đi. Xúc thì chốc nó chán rồi nhân cái lưới ở dưới đáy lên là bắt hết. Chờ tí xíu. Ghẹ này ăn con... mà. Có ăn không? Ghẹ có ăn không? Hay. Xô. Để cho nó nuốt, để nó ghẹ to kìa. Ghẹ to nè. Đó, con ghẹ to đó. Chưa. Đây nè, nó đây nè. Sao có sữa bắt đầu ngứa ngứa nè. Ê, con cá bơn đấy, cá thần bơn. Wow. Ôi, cá gì? Cá Bình Dương á. Cá thần bơn. Cá Bình Dương hả? Đây nè. Đây là cá Vũng Tàu nha, không có Bình Dương đây nha. Đây là con cá bơn. Ồ, nhìn nó dẹp luôn. Ừ, nó dẹp. Ba ơi, bác đừng cá bơn nè ba. Thần bơn, nó gọi là cá thần bơn à, nha. Cá bơn. Ừ, rồi. Đừng. Đứng im nha để chú nùa nó ra. Bây giờ nó qua bên này. Đây con ghẹ. Con này có bắt không? Dạ bắt luôn. Ui. Đây nè con ghẹ, con này thả hả? Thả vô cũng được. Dạ, ý để. À thả đây hả? Dạ con này. Thả đây. Bên đây, bên đây. Suy nghĩ. Suy nghĩ. Rồi, được chưa? Ghẹ chứ to cũng là. Chú bắt chứ mà. Ôi con cá, con cá. Vô, rồi, một con cá đối. Khá là to. Ấy, cá đối to chưa? Cái gì vậy? Gì anh ơi? Đừng thôi bỏ dép nha con. Cẩn thận, không được bỏ dép. Cứ mang dép vào cho chú, tuyệt đối an toàn. Cứu hồn đi. Con gì vậy? Ôi, nó gớm rồi. Chết. Ta xăm lông không ăn được đâu. Ôi, có cái liệt. Bắt cho nó vui thôi. Ê, con ông không lộn. Con cái liệt. Ông không lộn. Siêu to không lộn luôn. Đấy, một con này. Ê, của anh ơi, của anh nha, của anh. Đây. Chưa vào thằng nào hết. Đây. Gấu ô, bình tĩnh lùi lại. Đứng luôn lên đây đi. Đứng luôn lên đây đi để chú nhất. Đừng có dở vô mặt anh cũng tắm rồi. Vậy anh giờ anh đẩy em xuống nha. Bây giờ ngửa dép rồi. Hãy đẩy ai đừng đẩy chú nha. Chú chào bên đây. Ừ. Để chú này xong luôn á. Một con lên. Đây thì đứng qua đây. Đúng rồi. Trời ơi, đeo mà chuẩn bị nãy tí rồi. Rồi đứng qua bên đây, con đứng qua bên đây luôn. Nè. Rồi, hai đứa cầm đi rồi nhảy đi, nhảy bài đi, chú cho lên TikTok luôn. Không biết nhảy. Nhảy bài gì? Không biết nhảy bài gì hết. Không biết nhảy bài gì hả? Thì nhảy đại đi. Bắt cá Bình Dương rồi chơi luôn. Rồi 1, 2, 3, bắt cá Bình Dương. Chú cho mày còn không chú? Còn, để chốc chú thôi chú ấy nha. Em cứ đổ vào đây đi. Đổ đây là sao? Chốc lên trên kia có đồ bẻ đuôi. Có cái gai này nè. Đây hai cái này là cái nguy hiểm nhất. Mà mình không có mang theo đồ nên là... Dạ, cho nên không có nhận. Cứ để vào đó đi. Chốc mình tránh nó ra, chốc lên kia mình xử nó. Còn đấy mà đụng vô nó quặt đuôi một phát là xong đời luôn. Đó, giờ xem thôi, tâm thôi, cái đằng này. Đi mình quay lại này. Ừ đúng rồi, ra đi, ra lắp ra ngoài đi. Ghê. Yeah. Quá chừng luôn. Ra đuổi. Đây con mực nang nữa này. Con có này ha. À. Từ từ thắt nó rồi hả? Từ thôi. Rồi nó không chạy thoát được đâu, nó nằm trong góc đây rồi. Ờ nó vô góc rồi. Vô góc chết rồi. Ôi cái nó sợ, nó sợ. Sao bắt nãy bắt xuống lắm mà. Ấy vô, vô. Thôi đi lên chung từ lại ha. Nó bỏ cái lũng lỗ của mình rồi. Rồi vẫn còn. Không gì đâu. Lên con tỉnh nha, đẩy vô góc hết. Nó bắt thịt kệ nó, theo nó cứ vô. Chắc là nó cũng vô thôi. Đấy, hay quá. Đúng chiến thuật đấy. Rồi, giờ qua có 1 con rồi đó. Đó, 2 con rồi đó. Vô rồi đó, chính xác. Đó. Như vậy, tuyệt vời. To chưa? Đấy, rất là to. Có con mực vô luôn rồi. Cùng mực đâu rồi? Mực vô và tới luôn rồi. Rồi, con luôn, không có cái nóng ăn được. Có mà ngon á. Cái nóng ăn được. Ủa, cái lóc gì to thế? Ôi giời, con này nó thành tinh rồi, sao nó to thế nhỉ? Nó bị ngon á. Ừ, biết nào mà ăn... Cái này ở Nha Trang á, có. Ừ. Ê, cái này là cái nóc hơn cho anh. Cái nóc da bèo, à, cái nóc mít. Nóc mít đúng không? Đúng rồi, cái nóc mít. Cái này có độc không? Có độc. Cái nóc có độc. Dạ. Thì rất là to. Thì nó đi chưa? Anh được một cái gai nó như con cóc vậy. Hai con ừ. Ba hai bên. Ba bà nhỏ giữa đừng có sợ với nó mình đi bình thường nha. Rồi, cho đi đi. Đúng không? Năm lưỡi vô người mình. Rồi đến sẽ lại lưỡi nó cũng có cắn.